Quân đội Hàn Quốc ngày 17 tháng 5 cho biết, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắm ra vùng biển phía đông nước này. Seoul cho biết đang phân tích tình hình và chia sẻ các thông tin liên quan tới nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản. Phía Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng các vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển thành phố Wonsan ra vùng biển phía đông vào lúc 15 giờ 10 phút theo giờ địa phương. Các tên lửa đã bay được một quãng đường khoảng 300 km và rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, đồng thời sẽ chia sẻ thông tin liên quan tới Mỹ và Nhật Bản. Cùng ngày, tránh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshimasa Hayashi cho biết các tên lửa đã không bay vào lãnh thổ hay vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và hiện không có báo cáo về thiệt hại do vụ phóng. Tokyo cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thu thập, phân tích các thông tin cần thiết và theo dõi sát tình hình. Hiện Triều Tiên chưa phản hồi trước thông tin trên. Trước đó cùng ngày, Triều Tiên lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận chung trên không của Hàn Quốc và Mỹ ngày 16 tháng 5 có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình tuy nhiên bộ thống nhất hàn quốc cho rằng các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ